Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là phe cài ba đợt sốc phía trên của xe Honda HR-V 2015 đến 2019. Với cái dòng sản phẩm này thì nó cũng không có cấu tạo gì là đặc biệt. Nó được sản xuất 100% nguyên vật liệu, đó chính là nhựa ABS cao cấp. Đó chính là cái phe cài này, anh em nhìn này, để chúng ta cài và bắt ba đợt sốc lên phía trên. Đây ạ. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái phe cài ba đời sốc của xe Honda HR-V 2015 đến 2019. Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.